Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Bản tin thời sự hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 23 tháng 5 năm Nhâm Dần, có những tin tức Phật sự nổi bật sau đây. Phái đoàn dòng truyền thừa Rinkhun Khatyu Ấn Độ Nepal thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trà Vinh, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh trao đổi một số Phật sự trọng tâm cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lễ thắp nến tri ân cố trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Huệ cùng chư vị tiền bối tổ sư. Thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo huyện Củ Chi khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2022. Hà Nội, lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi tại chùa Quan Âm. Thành phố Hồ Chí Minh, chùa Minh Đạo kết hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường 9 trao 500 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây kính mời chư tôn đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 6 năm 2022 vừa qua, tăng đoàn dòng truyền thừa Rinkhun Khatyu Ấn Độ đã có chuyến viếng thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do Hòa thượng Rupwan Sonam Chonfel Rinpoche, Viện trưởng Tu viện Rinkhun Khatyu Rinchen Banri, Nepal dẫn đoàn. Tháp tùng Hòa thượng trưởng đoàn là Thượng tọa Khenpo Sonam Dondup, Phó Viện trưởng Tu viện Trigung Khatyut Rinchen Banri, Nepal, Đại đức Lopong Nobu, giảng sư, Đại đức Lopong Sonam, giảng sư, Đại đức Lama Sunthim, thư ký kim thị giả, Đại đức Lama Yontan, thị giả, cùng ba cư sĩ Phật tử Việt Nam. Về phía Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đón phái đoàn là quý chư tôn đức trong hội đồng điều hành, Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện trưởng Học viện, Hòa thượng Tiến sĩ Thích Bửu Chánh, phó viện trưởng kim trưởng khoa Bali, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, phó viện trưởng thường trực, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Diên Trí, Phó Viện trưởng kiêm trưởng khoa Triết học Phật giáo, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Giác Hoàng, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Học viện, trưởng khoa Đào tạo từ xa. Thượng tọa Khenpo Sonam Dondup đã thay mặt phái đoàn bày tỏ niềm hoan hỷ khi lần đầu tiên được đến viếng thăm Đức trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng cùng quý chư tôn đức trong hội đồng điều hành. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi đào tạo ra rất nhiều tăng tài đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp. Đồng thời, đây là trung tâm giáo dục Phật học có số lượng học viên lớn nhất cả nước, là trú xứ đào tạo tri thức và thực hành Phật pháp nghiêm túc, chuyên sâu, góp phần phát triển trí tuệ và đạo hạnh cho các tầng lớp tăng ni trong công tác tu học, phụng sự và hoằng pháp. Đáp lại, Đức Hòa thượng Viện trưởng gửi lời cảm ơn đến Hòa thượng trưởng đoàn và các thành viên trong phái đoàn đã đến thăm và có những nhận xét đánh giá tốt về học viện. Hòa thượng chia sẻ thêm, Nepal là thánh địa mà Đức Phật đã đản sanh, nên Phật giáo Nepal hoàn toàn đủ các điều kiện và cơ hội thuận lợi để phục hưng và phát triển thịnh vượng trở lại. Ngày nay, có rất nhiều phái đoàn tăng ni Phật tử, học giả và du khách đến tham quan các danh thắng Phật giáo tại Nepal. Đó là một tín hiệu tích cực và lạc quan cho sự phát triển của Phật giáo. Phật giáo Việt Nam cũng đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn trong chiến tranh. Trải qua 40 năm, nhờ sự chung sức đồng lòng trong việc chứng hưng và phát triển đạo Pháp của chư tôn đức tăng ni và Phật tử, Phật giáo Việt Nam mới đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc lưu truyền mạng mạch Phật Pháp tại thế gian. Cuối buổi viếng thăm, đại diện chư tôn đức trong Hội đồng điều hành Học viện và phái đoàn dòng truyền thừa Trigung Khatyu đã trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, cũng như hứa hẹn về việc hợp tác đào tạo giáo dục trao đổi văn hóa, tôn giáo giữa hai tổ chức trong các chuyến công tác song phương sau này. Thưa quý vị, trước đó vào chiều ngày 18 tháng 6 năm 2022, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã có buổi làm việc, trao đổi và triển khai một số Phật sự trọng tâm cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phường 1, thành phố Trà Vinh. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Ban trị sự kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đồng tham dự. Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng quý lãnh đạo Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng tham dự.
Trong buổi làm việc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cùng Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh thảo luận về các phong trào vận động thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trong thời gian qua, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã hưởng ứng các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động nhằm giúp đỡ các bà con bị ảnh hưởng trong đợt đại dịch COVID-19 vừa qua với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban trị sự Phật giáo tỉnh còn tích cực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương như tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương, làm cầu đường giao thông nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm, kinh phí trong các hoạt động an sinh xã hội đã đạt được hơn 36 tỷ đồng. Song bên cạnh đó, Ban trị sự Phật giáo tỉnh còn phối hợp cùng các ban ngành địa phương tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến với cộng đồng Phật tử, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Triết đã gửi lời tri ân đến Ban trị sự Phật giáo tỉnh trong thời gian qua đã luôn đồng hành, hưởng ứng các phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông mong rằng trong thời gian tới, Chư Tôn Đức trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục phối hợp đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hướng dẫn đồng bào Phật tử và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động cao điểm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành phát động. Phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Phật tử, kịp thời thông tin trao đổi với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc tại các địa phương, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt cho Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Khiết cũng gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng như các cấp chính quyền địa phương. Trong thời gian qua, đã quan tâm giúp đỡ cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh hoàn thành tốt các công tác Phật sự do giáo hội giao phó. Dịp này, Thượng tọa Thích Tâm Khiết cũng đã sơ lược về những thành quả của Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, cũng như nêu lên những khó khăn khúc mắc của Chư Tôn Đức Tăng Ni tự viện trên địa bàn. Qua đó, mong lãnh đạo các ban ngành các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa để tăng ni các tự viện trên địa bàn phát huy được vai trò của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt cho Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thích Huệ Pháp tri ân sự giúp đỡ của các cấp ban ngành tỉnh. Hòa thượng cho biết, Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hưởng ứng các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, cũng như tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến với cộng đồng Phật tử, ra sức thi đua các phong trào yêu nước, phát huy tốt vai trò là một thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm tưởng nhớ công lao của Hòa thượng Thích Nhật Huệ cùng chư vị tiền bối tổ sư trong công cuộc chấn hưng Phật giáo miền Nam, tối cùng ngày 18 tháng 6 năm 2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức buổi lễ thắp nến tri ân truyền đăng tục diệm tưởng niệm báo đáp tôn sư tại chùa Lưỡng Xuyên, số 3, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Phó ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự. Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Minh Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và chương trình của buổi lễ. Tại đây, Đại đức Thích Minh Độ, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thay mặt Chư Tôn Đức trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh dâng lời tưởng niệm chư vị tiền bối tổ sư khai sáng Phật học đường Lưỡng Xuyên và cố trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Huệ. Trong bài tưởng niệm đã nêu lên đức hạnh của chư vị tiền bối tổ sư cũng như tâm huyết của quý ngài trong công cuộc chấn hưng Phật giáo miền Nam và xây dựng Phật học đường Lưỡng Xuyên, nơi đào tạo bao lớp tăng tài phục vụ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quý ngài là tấm gương quý báu cho hàng hậu học noi theo, tiếp bước trên con đường hoằng pháp lợi sanh, phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước của Phật giáo Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thạch Sóc San đã hồi tưởng lại thời gian được theo học chư vị tiền bối tổ sư. Quý ngài là những bậc thầy khả kính luôn hết mình vì đạo pháp dân tộc, đặt bao tâm huyết để xây dựng tu bổ chùa chiền, xây dựng Phật học đường Lưỡng Xuyên, truyền thụ kinh nghiệm quý báu cho các tăng ni trẻ. Quý Hòa thượng tổ sư là bậc thạch trụ tăng già,
trí đức song vận, là bậc mô phạm mẫu mực, làm tấm gương sáng muôn đời cho thế hệ mai sau noi đấu. Thay mặt cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng môn đồ Pháp Quyến, Hòa thượng Thích Trí Minh và Hòa thượng Thích Huệ Pháp cũng đã dâng lời tưởng niệm lên cố trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Huệ. Suốt bao nhiêu năm, cố trưởng lão Hòa thượng là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo. Ngài luôn dành nhiều tâm huyết, lòng thương yêu phụng sự với chúng sinh, với độ chúng, với học trò. Hơn thế, Ngài luôn chăm lo cho mọi công tác Phật sự của giáo hội, lo tu bổ tôn tạo chùa chiền, ra sức đào tạo tăng tài phục vụ cho giáo hội, cho dân tộc. Trong giây phút thiêng liêng, môn đồ Pháp Quyến đã không kìm được nỗi xúc động khi nhớ về bậc thầy khả kính. Ôi sân chùa lưỡng xuyên, Phật tâm còn đâu bóng dáng Ngài, ngôi nhà giáo hội từ nay vắng bóng thạch trụ Tòng Lâm. Cuối buổi lễ, Hòa thượng Thạch Sóc San đã thỉnh đăng từ bàn chư vị tổ sư để truyền đến tay chư tôn đức trong ban trị sự cùng quý Phật tử như một lời nhắn gửi về hạnh nguyện Hoằng Dương Chánh Pháp được tiếp nối đời đời bền vững, cũng như thắp lên những ngọn nến lung linh cầu nguyện cho quốc thái dân an và niềm an vui trong tim của mỗi người con Phật đang hiện diện tại tổ đình Lưỡng Xuyên. Thưa quý vị, tại chùa Thiên Phước, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng qua, ngày 20 tháng 6 năm 2022, đã diễn ra lễ khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2022 dành cho tăng ni trụ trì tại huyện Củ Chi. Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Minh Thông, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát Phật giáo thành phố, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó Ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Thiện Quý, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự kiêm trưởng ban Giáo dục Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố, cùng chư tôn đức chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, Thượng tọa Thích An Thường, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó ban thường trực ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm chánh thư ký ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, chư tôn đức thường trực ban trị sự Phật giáo huyện và toàn thể tăng ni trụ trì trên địa bàn huyện Củ Chi đồng tham dự. Về phía đại diện chính quyền có ông Dương Văn Duyên, ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận huyện Củ Chi, bà Võ Thị Kiều Tiên, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi cùng đại diện các cấp chính quyền sở tại. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích An Thường, trưởng ban tổ chức khóa bồi dưỡng chia sẻ, theo định hướng phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi đã xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2022 nhằm mục đích nâng cao khả năng quản lý điều hành cơ sở tự viện. Ngoài ra, còn phát triển các kỹ năng mềm đối nội đối ngoại đủ năng lực giúp cho cộng đồng Phật tử dễ tiếp cận với giáo lý Phật pháp, ứng dụng dung hòa giữa đạo và đời, xây dựng hình ảnh người tu sĩ mẫu mực luôn sống tốt đời đẹp đạo. Tiếp đó, Đại đức Thích Thiện Tâm đã trình bày kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì đến toàn thể hội chúng. Theo đó, khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2022 diễn ra 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022, nhằm 22 đến 26 tháng 5 năm Nhâm Dần, tại chùa Thiên Phước, huyện Củ Chi, với ban giáo thọ và giảng viên là chư tôn đức thuộc các ban ngành trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo thuộc Ban Tôn giáo thành phố, Ban dân vận huyện ủy, Ban chỉ huy quân sự và Công an huyện Củ Chi. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thông tán dương công đức của Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi đã tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì dành cho tăng ni tại huyện nhà. Hòa thượng bày tỏ đây là việc làm thiết thực và cần thiết giúp cho tăng ni trẻ có đủ kinh nghiệm và kiến thức để hoằng dương Phật pháp, góp phần tăng nghiêm giáo hội và đem lại lợi lạc cho xã hội. Qua khóa bồi dưỡng, tăng ni cũng sẽ có thêm những kiến thức về pháp luật, các chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm mục đích phụng sự nhân sinh trên tinh thần lợi đạo ích đời. Thường trực Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi nhân cái mùa an cư kiết hạ trong 3 tháng lòng trong cái khóa hạ để mở cái khóa kiến thức bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho chư tôn đức tăng ni ở huyện nhà để tham dự, để có nhiều cái kiến thức hơn nữa, để cũng như là hiểu được lực của Đức Phật để lại và trong đó cũng cộng thêm có lực pháp của nhà nước để cho tăng ni huyện nhà hiểu nhiều hơn, thêm hơn nữa để có cái trên tuyến đường để tu và học.
Sau lễ khai mạc, trong ngày đầu của khóa bồi dưỡng, đại chúng đã được lắng nghe bài chia sẻ của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội với đề tài vai trò của người trụ trì trong ý nghĩa truyền thống và hiện đại. Qua bài chia sẻ, Hòa Thượng nhắc nhở đại chúng phải hiểu rõ trách nhiệm và tầm quan trọng của một vị trụ trì, phải nắm vững kiến thức căn bản giới luật, cũng như hiểu rõ các quy định của pháp luật nhà nước, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy ban tăng sự trung ương để hành đạo sao cho phù hợp từng thời đại. Sáng cùng ngày, đại chúng cũng được lắng nghe bài chia sẻ của Hòa Thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự Chứng minh ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Giới luật, giới sự sống. Qua chia sẻ, Hòa Thượng khuyến tấn các tăng ni học viên khóa bồi dưỡng trên tinh thần tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Người xuất gia phải biết khép mình trong khuôn khổ của giới luật Phật chế. Những điều Phật dạy không ngoài mục đích chuyển mê khai ngộ, giúp cho người xuất gia thọ giới và giữ giới để cuộc sống hàng ngày được an lạc và hạnh phúc. Thì đối với một cái khóa học này, chúng tôi tiếp nhận được những cái mới của từ những vị hòa thượng, những vị thượng tọa giáo phẩm có nhiều năm kinh nghiệm ở trên bục giảng và kinh nghiệm tu tập, thành ra truyền đạt chúng tôi, thì chúng tôi coi như là lãnh hội được những cái tư tưởng và những cái kinh nghiệm đó để về áp dụng cho nơi cái ngôi chùa của chính mình. Trong khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm nay, ban tổ chức thực hiện lời chỉ dạy của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng, quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trên tinh thần mỗi tăng ni trụ trì là một biểu tượng gương mẫu cho đại chúng. Khóa học này ngoài nâng cao kiến thức chuyên môn nội điển kinh luật luận, bổ trợ những kiến thức pháp luật xã hội, còn phải thực hành việc tu trì giáo pháp. Do đó, ban tổ chức đã xây dựng chương trình của khóa bồi dưỡng vừa có ý nghĩa chuyên sâu, vừa học vừa tu tập trong suốt 5 ngày diễn ra khóa học. Thể hiện sự chăm lo cho thế hệ trẻ, ngày 18 tháng 6 năm 2022, Chùa Quan Âm tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội đã kết hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Chu Văn An tổ chức lễ cầu nguyện mùa thi cho các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Đều đặn 14 năm qua, cứ đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học cao đẳng, Chùa Quan Âm lại tổ chức lễ cầu nguyện mùa thi. Đây là hoạt động nhận được sự quan tâm của đông đảo các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, 1.500 bạn trẻ đã trở về chùa Quan Âm để dự lễ, đồng thời tranh thủ viết những lời ước nguyện từ tâm dưới sự hướng dẫn của các bạn tình nguyện viên. Những tờ giấy xanh đỏ tuy nhỏ nhắn nhưng lại chứa đựng những mong muốn, nguyện cầu tương lai tốt đẹp đầy tha thiết và chân thành của các bạn học sinh. Quý thầy và ban tổ chức đã thành kính dâng những lời ước nguyện của các bạn, đặt trong những bông sen dâng lên Tam Bảo, dâng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu nguyện những mong ước của các bạn sẽ trở thành hiện thực. Bước vào buổi lễ, dưới sự chủ lễ của Đại Đức Thích Minh Đăng, Chánh Thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Quan Âm, quý thầy cô trong Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Chu Văn An cùng các bạn học sinh đã trang nghiêm tụng kinh Phúc Đức, tọa thiền thực tập chính niệm. Sau đó, Đại Đức trụ trì Thích Minh Đăng đã có thời pháp thoại chia sẻ với đại chúng về ý nghĩa của việc sống tỉnh thức. Đại Đức chia sẻ, sở dĩ đặt tên chương trình cầu nguyện lần này với chủ đề trí tuệ là sự nghiệp. Bởi lẽ nếu không có trí tuệ, con người sẽ bị vô minh che lấp, dẫn tới phiền não khổ đau, không có tương lai. Vì vậy, Đức Phật luôn mong muốn chúng ta sống trong tỉnh thức. Tỉnh thức chính là chúng ta luôn sống tỉnh táo, giác ngộ, an lành giữa thân và tâm. Tỉnh thức là khi chúng ta nhìn nhận vấn đề khách quan, trí tuệ, phù hợp với hiện tại, đưa tâm về với thân. Mục đích của khóa lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi này cũng chính là để các bạn trẻ đón nhận năng lượng gia hộ của Tam Bảo, lắng đọng tâm tư, giải trừ phiền não, không còn tham sân si để có một đời sống thanh cao an lành. Đại Đức mong rằng các bạn học sinh hãy biết yêu thương, chan hòa, chân thành, từ ái và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống. Đặc biệt, hãy chăm sóc để nuôi dưỡng cái đẹp bên trong tâm hồn, chứ không phải chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Mong các bạn hãy luôn hướng về Phật, hàng ngày tu tập bằng cách bỏ ác làm lành, giữ thân khẩu ý thanh tịnh, thì cuộc sống sẽ an lạc, hạnh phúc. Chỉ khi có phúc báu, trí tuệ và đạo đức, thì chúng ta mới thành công. Tiếp đến, các bạn đã xếp thành từng hàng ngay ngắn, tiến về phía Tam Bảo, đón nhận những món quà chúc thiện lành được gia trì từ quý thầy, như một lời động viên may mắn, bình an tới các bạn trước khi kỳ thi diễn ra. Kết thúc buổi lễ, Đại Đức trụ trì cùng quý thầy cô trong Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Chu Văn An đã thực hiện nghi thức thả hoa đăng xuống hồ Quan Âm, thả chim bồ câu cầu nguyện quốc thái dân an, Phật Pháp trường tồn, đồng cầu nguyện cho kỳ thi chuyển cấp của các bạn học sinh diễn ra suôn sẻ, thành tựu.
Sáng cùng ngày 18 tháng 6 năm 2022, Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên đã chính thức khai mạc khóa tu mùa hè Tuổi trẻ và cuộc sống lần thứ 9 với chủ đề Hạt giống tâm lành tại chùa Phước Sơn, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Quang Lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thường trực, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Thượng tọa Thích Như Giải, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, Đại đức Thích Viên Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh, Phó trưởng ban kim chánh thư ký ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Viên Phước, Phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử kim trưởng phân ban thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh, Đại đức Thích Thông Huệ, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự kim trưởng ban hoằng pháp Phật giáo huyện, Đại đức Thích Thông Thắng, Phó trưởng ban trị sự kim trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện, trưởng ban tổ chức khóa tu cùng chư tôn đức đến từ các tự viện trong và ngoài huyện Duy Xuyên. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên, ông Phạm Được, Bí thư Đảng ủy xã Duy Hải, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cùng đại diện các ban ngành sở tại, huynh trưởng Nguyễn Công Thảnh, Đồng Thanh, Phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử kim trưởng phân ban gia đình Phật tử Quảng Nam, huynh trưởng Nguyễn Văn Đào, Đồng Hòa, trưởng phân ban gia đình Phật tử huyện Duy Xuyên cùng quý đạo hữu Phật tử Mạnh Thường Quân và hơn 400 khóa sinh và tình nguyện viên tham dự. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, phúc mặc niệm và dâng hoa cúng dường của các bạn trẻ, Đại đức Thích Thông Thắng, Phó trưởng ban trị sự, kim trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Duy Xuyên, trưởng ban tổ chức khóa tu phát biểu khai mạc. Đại đức cho biết: nhiệm vụ giáo dục hướng dẫn thanh thiếu niên, những người chủ tương lai của đất nước, những mầm non của đạo pháp rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Năm nay, thừa ủy nhiệm của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên, ban hướng dẫn Phật tử huyện Duy Xuyên tiếp tục tổ chức khóa tu mùa hè Tuổi trẻ và cuộc sống lần thứ 9 2022 với chủ đề Hạt giống tâm lành, với mục đích mang đến cho các chúng khóa sinh bức thông điệp sống phải luôn phấn đấu để hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng hạt giống tâm thiện lành, biết yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia trong cuộc sống. Tiếp đến, Đại đức Thích Hành Toàn, trưởng tiểu ban kỷ luật phổ biến nội quy khóa tu, Phật tử Nguyễn Lê Ngọc Yên, đại diện khóa sinh cung đối trước chư tôn đức, chứng minh dâng lời phát nguyện chấp hành tốt nội quy khóa tu đã đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Tám, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Hải, ghi nhận tinh thần tổ chức khóa tu, tạo dựng niềm tin và lối sống lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Thay mặt ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, Đại đức Thích Thông Huệ, Phó ban thường trực kim trưởng ban hoằng pháp Phật giáo huyện tán dương ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện đã tổ chức một khóa tu quy mô và có nhiều nội dung bổ ích cho giới trẻ. Đại đức Thông Huệ chia sẻ đến các khóa sinh: em về dự khóa tu này là quân tập cho mình những cái hạt giống tâm linh, hạt giống cao thượng, đó là hạt giống của từ bi và của trí tuệ. Sau lễ khai mạc, khóa tu đã được đón nhận thời pháp thoại do Đại đức Tiến sĩ Thích Phước Toàn, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thuyết giảng với chủ đề Hạt giống tâm lành. Được biết, khóa tu được tổ chức trong 3 ngày 17, 18, 19 tháng 6 năm 2022 với nhiều chương trình sinh hoạt phong phú và bổ ích. Bên cạnh đó, còn có những thời pháp thoại từ các vị giảng sư nổi tiếng chia sẻ kinh nghiệm của những chuyên gia khách mời đặc biệt. Cũng trong ngày 18 tháng 6 năm 2022, nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp hè, Ủy ban Nhân dân phường 9 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng chùa Minh Đạo quận 3 tổ chức hoạt động hè năm 2022, chủ đề Thiếu nhi phường 9 vui hè an toàn bổ ích, đồng thời trao 500 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 9. Đại diện chùa Minh Đạo, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực ban hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng đại diện lãnh đạo chính quyền phường 9 đã trao những phần quà ý nghĩa đến cho các em thiếu nhi nhằm khích lệ động viên các em phấn đấu, chăm ngoan học giỏi, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Ngoài ra, trong chương trình lần này, các em thiếu nhi cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia hội thao hè với nhiều gian hàng trò chơi đậm nét văn hóa Việt Nam cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, bổ ích lành mạnh sau những ngày học tập rèn luyện tại trường. Tiếp tục Phật sự cúng dường trường hạ nhằm tạo điều kiện cho chư tăng ni yên tâm tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ Phật lịch 2566, dương lịch 2022.
Tu viện Kim Cang, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho quý nam nữ Phật tử đến thăm và cúng dường 5 điểm trường hạ trong tỉnh Đồng Tháp để hàng Phật tử được gieo duyên lành với Phật pháp, tu hành đúng chánh pháp, tránh tạo nhân xấu ác trong hiện tại và tương lai, đạt được sự an vui, hạnh phúc. Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2022, Đại Đức Thích Phước Thiện, Phó trụ trì Tu viện Kim Cang, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, Đại Đức Thích Lai Hùng, Đại Đức Thích Minh Tâm, Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã đến thăm và cúng dường các điểm trường hạ: trường hạ ni chùa Giác Tôn, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, trường hạ chùa Phước Hưng, trường hạ ni chùa Phước Huệ cùng tại phường 1, thành phố Sa Đéc, trường hạ chùa Thanh Lương, xã An Bình, huyện Cao Lãnh. Tiếp đó, sáng ngày 20 tháng 6, phái đoàn đã đến trường hạ ni chùa Hưng Thiền, xã Bỉ Hội, huyện Cao Lãnh. Đại Đức Thích Phước Thiện đã hướng dẫn quý thiện nam tín nữ Phật tử đảnh lễ Tam Bảo với ngàn sức khỏe chư tôn đức ni bằng chức sự hạ trường và hơn 300 chư ni hành giả an cư, đồng thời tác bạch cúng dường tịnh tài tịnh vật giúp chư hành giả đủ điều kiện an tâm tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ. Thay mặt ban chức sự trường hạ, ni sư Thích Nữ Như Lan, trưởng ban kinh tế tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, phó phần ban ni giới tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Hưng Thiền, đã bày tỏ niềm tri ân đến chư tôn đức tăng ni, đồng thời gửi lời cảm niệm và chúc an lành đến quý Phật tử trong đoàn. Những phẩm vật cúng dường gồm gạo, bún khô, mì gói, dầu ăn, nước tương, vân vân và cúng dường tịnh tài, tổng giá trị của 5 điểm trường hạ trên là gần 200 triệu đồng. Các phần tịnh tài tịnh vật do Tu viện Kim Cang vận động quý Phật tử, mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng phát tâm cúng dường. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 năm 2022 vừa qua, Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, người sáng lập Nhịp cầu yêu thương, đã kết hợp cùng chính quyền địa phương và nhà tài trợ tổ chức các ban khánh thành hai cầu nông thôn, đồng thời trao tặng 200 phần quà cho người nghèo với tổng trị giá chung là 900 triệu đồng. Chương trình Nhịp cầu yêu thương cho Hòa thượng Thích Minh Hạnh sáng lập vào năm 2008. Đây là chương trình từ thiện chuyên xây dựng cầu giao thông nông thôn, giúp bà con vùng sông nước nối liền đôi bờ, thuận tiện cho việc đi lại, đặc biệt là các em học sinh nơi vùng quê hẻo lánh. Chương trình vận hành rất tốt, đều đặn cho khánh thành những chiếc cầu yêu thương và đưa vào sử dụng, góp phần tạo phúc lợi cho xã hội, thể hiện tinh thần phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cầu Vạn Duyên 35 được xây dựng tại ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cầu dài 40m, ngang 3,5m, kết cấu bằng bê tông cốt sắt, có tải trọng tối đa 2 tấn do nhóm từ thiện Vạn Duyên vận động và tài trợ kinh phí vật tư với tổng giá trị là 400 triệu đồng. Cầu A Di Đà Phật 12 được xây dựng tại ấp Cây Sọp, xã Kế Thành, huyện Kế Sách do nhóm Phật tử A Di Đà Phật thành phố Hồ Chí Minh tài trợ kinh phí vật tư 450 triệu đồng. Cả hai cây cầu đều do Hòa thượng Thích Minh Hạnh là người thiết kế kỹ thuật và chỉ đạo thực hiện. Quý Phật tử chùa Thiên Thới, chính quyền và nhân dân địa phương đồng thi công xây dựng bằng tâm thiện nguyện phục vụ cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Hòa thượng Thích Minh Hạnh ghi nhận và tri ân sâu sắc nhóm từ thiện Vạn Duyên và Phật tử nhóm A Di Đà Phật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, gửi gắm và tin tưởng bàn giao lại cho chính quyền địa phương việc gìn giữ và bảo quản cây cầu để sử dụng lâu dài. Được biết, tại hai điểm khánh thành cầu, Hòa thượng Thích Minh Hạnh và nhà tài trợ tổ chức trao tặng bà con nghèo 200 phần quà với tổng giá trị 50 triệu đồng. Tổng trị giá hai cây cầu và quà tặng của đợt này là 900 triệu đồng. Quý vị vừa theo dõi phần tin Phật giáo trong nước. Cuối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với phần điểm tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Kính thưa quý vị, bản tin thời sự 20 giờ hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022 của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị an lành, mọi Phật sự đều được hanh thông viên mãn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời sự 20 giờ tối mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.